Anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Hôm nay đã giới thiệu với anh em một cái dàn ốc quay alpha nha, dàn ốc bắt dàn áo bên ngoài nha. Thì cái dàn này rất là ok luôn, giống zin tới 90% nha anh em. Đó, bộ này là tuyệt vời cho những anh em nào chúng ta, đặc biệt là những anh em á, chúng ta đi xe Trung Quốc ha, và một thời gian là cái con ốc nó đã rớt hết tại vì nó là ốc Trung Quốc anh em. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em cái dàn này. Đó, nó có những cái chi tiết ốc cực kỳ đẹp luôn và bao cho anh em sử dụng ngon lành nha, không bị reset, không bị hư răng nha anh em. Thì đầu tiên là sẽ có những cái con Học Yên, Học Bình này. Đấy, con này rất là đẹp nha, con này số 10 luôn anh em thấy không, này số 10 luôn này. Đó, số 10 luôn nha, có mũ dù số 10 luôn. Rồi đó, thì những cái con ốc ở đây anh em là một bộ, mình sẽ bán chung một bộ với nhau nha, là 200.000 một bộ nhá, rất là rẻ. Anh em nào chúng ta mua anh em liên hệ với Đạt nha. Đó, con này là nó có cái chấm đầu đầu chấm rồi này, anh em thấy không? Chỉ mấy con zin nó mới có thôi nha anh em nha. Đó, rồi đây là ốc có bát kẹp này, đấy, nha. Đó, rồi những cái phe cài này, phe cài thì nó được xi rất đẹp và nó rất dày luôn. Để anh em vô không phải lo nó bị gãy hay là nó bị ngoác cái phe nha. Bao anh em sử dụng cực kỳ ngon lành. Rồi, đây tiếp theo có những bộ con khác, ví dụ như là con ốc bận dù này. Đó, con này thì rất là bóng luôn, con này nó có hạt gô nha, con này nó là con bát mặt nạ này, bát mặt nạ nó có 3 con này. Đấy, bát giả áo nó có 7 con này, con này thì nó là con không có hạt gô nha, đầu nó không có hạt gô này, con này rất là bóng luôn, rất đẹp nha. Rồi tiếp theo là đến với những con bát đuôi này, con này bát giả áo này, con vít nhỏ bát giả áo này, con vít lớn là bát bát vợ cổ này. Đó, bát vợ cổ và bát hông dè, bát hông sườn này. Đấy. Nha. Con này là bát con này là bát vợ cổ này, con này là có cái hạt gô ngắn xíu này, anh em thấy chưa? Hạt gô dài này. Đấy. Rất là đẹp nha. Rồi, thì anh em nào có nhu cầu mua bộ ốc này liên hệ với mình nha, số điện thoại 0915434973 nha anh em. Giá trị của nó 200.000 nha. Rất là rẻ cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.